Hello chị em. Dậy chưa, dậy chưa? Giờ này bắt đầu cả nhà em mới bắt đầu phải dậy đây. Hai vợ chồng. Hôm nay có thằng cu tí nữa, cho thằng cu tí đi ăn tại vì cô giúp việc hôm nay nghỉ. Cô giúp việc chủ nhật cô ấy được nghỉ. Một tuần đi làm từ thứ hai đến thứ bảy. Và chủ nhật thì cô ấy được nghỉ cho nên là chủ nhật là thường là cả nhà rủ nhau đi ăn ở bên ngoài, bởi vì không có ai nấu cơm cả. Hôm nay cô giúp việc cô nghỉ rồi, chỉ có làm từ thứ hai đến thứ bảy thôi. Hello, đó. Cho nên là hôm nay hai vợ chồng với thằng cu tí đi, còn thằng lớn thì đâu, thằng lớn đi du lịch rồi, nó đi du lịch một tuần nữa nó mới về. Thằng lớn đi du lịch với lại ở trường nó ấy. Thế là bây giờ là đâm ra là chỉ có mỗi mình với lại chồng với lại thằng cu tí thôi, thằng con út. Đi ăn món gì hôm nay đi ăn món món gì nhỉ, gọi là món gì, món gà gì nhỉ, gọi là có cái món gà của bọn Texas Chicken. Cái này là chắc là cái hãng này ở ở Mỹ thì chắc là nổi tiếng hơn. Hello mọi người. Đây bây giờ thôi, hôm nay em không có make up gì cho mọi người thấy là em ê, mặt mộc nhá. Thì mọi người nhớ này, mọi người nhớ là em có bảo là da rất là kinh khủng đó, thì là chỉ có xịt khoáng thôi. Em bây giờ em dùng nước hoa hồng rồi, dùng tí kem dưỡng mắt và xịt khoáng thôi. Có cần giúp việc Việt Nam không? Tớ rất là muốn có một người giúp việc Việt Nam, nhưng mà ở bên này ấy, chính chính phủ của Singapore nó không cho gọi là sao nhỉ, không cho người Việt Nam làm cái thẻ. Không cho người Việt Nam làm thẻ ấy đâu, làm thẻ giúp việc cho người Việt Nam. Ở bên này Singapore người ta chỉ nhận người Philippines, người Malaysia, người Thái Lan. À không, Thái Lan cũng không được hay sao ấy. Philippines với Indonesia với Malaysia, đúng rồi, có ba nước đấy thôi là được phép làm giúp việc. Còn người Việt Nam á, muốn làm việc ở bên này, người ta làm việc bên này người ta phải cấp cho một cái thẻ mà, thì sẽ chỉ làm được những cái nghề ví dụ như là bưng bê này, hoặc là bán quần áo, hoặc là như kiểu bán quần áo, bán mỹ phẩm, hoặc là ví dụ như những cái ngành nghề ví dụ như văn phòng, làm ở trong ngân hàng hay ở đâu đấy tùy. Nhưng mà không có cấp thẻ cho người làm giúp việc của người Việt Nam, cho nên cho em bên em cũng thèm thèm món Việt Nam lắm, trời thèm gọi là chảy rớt chảy dãi ra. Nhưng mà sao bây giờ biết sao, bây giờ người ta không có tạo điều kiện cho người Việt Nam mình làm giúp việc ở bên này đó. Bên này bọn Philippines các thứ vào thuê một người giúp việc cũng mất mấy chục triệu, hai ba chục triệu đúng không, thì cũng muốn thuê người Việt Nam để người ta có thể như kiểu là nấu đồ ăn của Việt Nam cho mình ăn ấy. Nhưng thực tế là bọn chính phủ Singapore bọn nó không hỗ trợ Việt Nam sang chợ trốn, chắc người ta không cho. À chị cũng không rõ lắm cưng ạ, nhưng mà bọn chính phủ của Singapore nó không đồng ý. Đây, đang dùng kem mắt, hôm nay dùng kem mắt của SK2. Ừ chào cưng. Đây đang chuẩn bị ở đây, bây giờ xịt xịt khoáng để đợi anh An đang tắm. Thằng út thì cũng đang tắm. Bây giờ hai cả nhà bây giờ mới ngủ dậy. Thì anh An tắm xong rồi bắt đầu cả nhà đi. Mình tắm xong rồi, mình phải được tắm trước. Phụ nữ ở được ưu tiên tắm trước, hai vợ chồng dùng chung cái nhà tắm. Hai vợ chồng dùng chung cái nhà tắm cho nên là đang rất là đẹp trai quá. Ôi. Baby, you look so handsome, come. Yes. What is it? Thank you. Okay. Yeah. What time would you like to go? Oh, we can go now. You sure? I'm sure. Okay. Mustafar. À đấy là con của chồng mình chứ không phải là con của mình đâu. Đó là con riêng của anh An. Ừ, nói chung là hai vợ chồng phải tắm chung cái nhà tắm. Tại vì cái phòng ở trên đấy thì chỉ có chung một cái nhà tắm thôi. Mà đi sang phòng khác thì không sang. Thật ra là cái phòng tắm trên đấy nó cũng hơi bé. Cho nên là nhiều khi là hai vợ chồng tắm chung, nhưng mà thường thường là chồng tắm trước xong vợ tắm sau. Nói chung là vẫn tắm được hai ba người, nhưng mà kiểu chắc kiểu mình cũng ấy. Đợt này đang tính là mua một cái căn mới, tại vì cái căn này thật ra thì cũng ok,
căn này cũng ok bên Sinh này, nhưng mà cái căn này thì mình cũng thấy nó không được đẹp lắm, bởi vì là hai vợ chồng thấy là cái đợt mua cái căn này ấy, thì là nó cũng rộng, mình cũng cảm giác là nó rộng bởi vì nó có 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 phòng ngủ. Có 6 phòng ngủ nhưng mà nó rất là bé, mình chắc là chị em nào mà có sang Singapore thì sẽ thấy là nhà bên Singapore rất là bé. Nhà bên Singapore rất là bé cho nên là cái đất của nó cũng rất là nhỏ nữa, cả cái đất nước của nó còn nhỏ hơn Hà Nội cơ mà. Cho nên là lúc mua cái căn này thì cũng cảm giác là nó cũng mình cũng thấy bình thường, bởi vì mình xuống thì mình thấy ở cái tầng 1 này thì rất là lớn. Nhưng mà lúc ấy thì cũng chỉ nghĩ là đủ phòng cho mọi người ở thôi, nhưng mà bây giờ thì lại cảm thấy là một cái phòng này cũng rất là nhỏ, thì đang tính là sẽ mua thêm một một căn, chắc là sẽ mua thêm căn khác và sẽ không không ở căn này nữa, chẳng biết là có ở căn này không, nhưng mà chắc là sẽ mua căn khác. Bởi vì thật ra lúc mua ấy, lúc mua cái căn này thì là hai vợ chồng xem ở ở ở tầng 1 thì rất là thích, bởi vì nó cũng rộng mà, nó cũng rộng được, cái căn này cũng 300 mét vuông. Tức là về về nó là nhà mặt đất thì cũng được 300 mét vuông, thì cũng thấy cũng ok, tại vì là chỗ để xe cũng rất là tốt, rồi nói chung là nhà cũng rất là rộng. Nhưng mà đến khi ở thì lại thấy, tại vì người ta chia cái bọn này, cái nhà này nó thiết kế lâu rồi ấy, cho nên là cái mặt bằng của nó không, mặt bằng thì rộng nhưng mà nó lại design cái thiết kế của nó thì lại rất là kém, cho nên là bảo là thôi bây giờ chắc là cũng đang suy nghĩ là đi tìm. Ok, ừ, chồng em bảo em ơi đi chơi đi, ăn cơm đi, thì chắc con riêng của anh An có tốt với mụ không à? Tớ với lại con riêng của anh An nói chung là chẳng có vấn đề gì cả, bình thường. Còn tớ cũng nói chung là tính tớ từ trước khi kết hôn nên tớ cũng nói luôn với thẳng với chồng tớ là em sẽ cố gắng nhiều nhất có thể, tức là không gây ra một cái gì gọi là như kiểu là cho chồng mình phải suy nghĩ ấy. Tại vì em cũng nói thẳng luôn với chồng em là em không biết được là em có yêu thương được con của anh không. Mình nói luôn, là ngày xưa em yêu anh thì em cũng phải mất một thời gian tìm hiểu, xong rồi bắt đầu em mới hiểu về tính cách con người anh thì em mới yêu được anh. Thì con anh cũng thế, em đâu có biết con anh là ai đâu, em cần có thời gian thì em mới có thể là tìm hiểu chúng nó. Và bọn em sẽ cố gắng, em nói luôn là em sẽ cố gắng cùng nhau xây dựng cái hạnh phúc của gia đình, và cố gắng là đối xử với con anh với cái cách mà giống như em muốn con trai của anh đối xử với em, tức là em sẽ rất là tôn trọng chúng nó và em rất là quý mến chúng nó. Nhưng mà em không thể nào mà hứa với anh là em sẽ yêu con anh được, bởi vì em đâu có biết gì về con anh đâu, và con anh cũng có biết gì về em đâu. Cho nên em chỉ có thể hứa với anh là khi em về sống chung cùng với con trai anh á, em sẽ làm mọi mọi cách có thể để con anh và em có thể có một cái cuộc sống gọi là nó hòa hợp với nhau, và em sẽ tôn trọng con anh giống như cách mà em mong muốn rằng con trai của anh sẽ tôn trọng em. Đó đó là cái em có thể hứa chắc 100% là em sẽ làm được điều đó với anh. Còn mà bảo là em có yêu con anh hay có quý con anh không thì cái đấy phải có thời gian. Mọi người cứ công nhận không? Tự nhiên mình yêu ai đấy, mình quen một người nào đó, kể cả bạn bè đi, mình gặp một cái, có phải là tất cả mọi người mà mình gặp ở trên đường đều trở thành bạn của mình đâu. Mình cũng phải là quý mến người ta thì mình nói chuyện với cái cô gái này, hoặc là nói chuyện với cái bạn gái này, mình thấy mình hợp tính thì mình mới thể chơi được rồi mình mới bắt đầu. Mới bảo là sau khi mình chơi được tầm khoảng 10 người thì mình trong 10 người đấy mình hợp với người nào mình mới có thể là bạn thân, xong rồi từ bạn thân để trở thành bạn bạn chí cốt của nhau. Thì tất cả mọi mối quan hệ trong cuộc sống này cũng thế, kể cả bạn trai hay là trở thành chồng cũng thế. Mình yêu rất là nhiều người nhưng cuối cùng mình chọn chồng mình làm chồng, lý do là vì mình dành thời gian mình yêu, mình tìm hiểu. Thì con trai của chồng mình cũng vậy thôi, mình cố gắng tìm đủ mọi cách, nỗ lực làm sao để hai người cùng tôn trọng nhau, cùng yêu thương nhau, cùng quý mến nhau. Đó là cách mà mình gọi là mình gọi là chắc chắn mình có thể làm được điều đấy. Còn nếu như mà tự nhiên em thấy nhiều người cứ bảo là ôi em yêu cho con chồng em lắm rồi, em thương con chồng em lắm rồi, các thể loại trên đời, nhưng mà thật sự em cũng nói với chồng em là em cũng có thể hứa được điều đấy. Thằng cu này nó đi ra ngoài nó không tắt điều hòa, lại tắt điều hòa cho nó. Em cũng có thể làm được điều đấy, em cũng có thể nói dối chồng em là anh ơi em có thể yêu con anh rồi, em thương con anh nhiều lắm rồi các kiểu. Nhưng mà mình biết chắc trong tâm mình biết chắc đấy không phải là sự thật, bởi vì mình đâu có biết gì về con của anh ấy đâu mà mình đòi gọi là mình yêu con người ta, đúng không? Mình thương con người ta, mình có phải mẹ con của đứa đứa trẻ con đấy đâu.
Cho nên là mình chỉ có thể hứa là mình cố gắng làm cho cái mối quan hệ đấy thật là tốt đẹp hơn. Và dần dần nếu như mà nó yêu quý mình thì mình cũng yêu quý lại nó. Và nếu mà nó không yêu quý mình thì mình cũng cố gắng gọi là không va chạm tình cảm. Nhưng mà hiện tại thì em cũng đang xây dựng cái tình cảm cũng khá là ok rồi. Thì em nghĩ là phải có thời gian. Chứ còn nếu mà bảo là tự nhiên mà nó đòi một đứa trẻ con nó yêu mình ngay trong một lúc đó, còn lâu. Đúng không? Có còn lâu chúng nó mới yêu mình ngay luôn một lúc. Hoặc là có thể là hoặc là ví dụ như là đòi gọi là mình cũng phải yêu nó luôn một lúc. Đâu có được, mình đâu có biết đâu. Phải đi đôi giày bệt, đi cho nó thoải mái. Đó, không trang điểm. Không trang điểm mặt có kinh không? Đó, nhưng mà thôi kệ đi, tại vì giờ không ấy. À quên kính rồi à. Kính luôn. Mang cái kính của em đâu nhỉ? Cái kính của em đâu nhỉ? Đây kính đây. Quên. Đây, thì thôi nha, em đi. Cả nhà em đi ăn đây. Xong rồi là ấy. What? Cannot wear this one. Why? Oh, is it? Like so bad? Seriously? I didn't know that. Okay, I'm sorry about that. Should I go out and change my clothes? Okay. Chồng em bảo là không cho mặc cái váy này. Bắt thay. Đây, mặc cái váy đẹp như thế này còn chê. Bảo là thôi em đi lên trên nhà em thay váy đi. Cái váy này sexy quá, không được. Sexy quá, không được. Thôi để em thay đồ.